Con này là đua nha anh em. 4-8 hộp chơi được anh nha. Chép rồi. Bát rồi. Mương mặt nó bằng nhôm nha anh em. Này nha, con này chắc cũng tầm 20 kg á, 18-20 nha. Điện 22. Này radio. Là mà không radio chắc phải có anten đây nè. Nhạc nha, bao nhạc nha. Radio anten là gì anh tự nghiên cứu nha. Cái bàn đài lùm lùm la này. Đến nhạc thôi nha đây. Cách tần số. Mã